64 ạ. Nam mô Phật Tha dạ. Dạ con xin được thành kính cung thiền đại đức Tuệ Đức ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài Kinh Pháp Cú câu số 164. Vô sa sa năng arahatang ariya năng tham ma chi vi năng patikko sati đùm mê thô đích thình nít sa yapa pi căng pha la nít cát thác cát xê quá át tắc hành nhà yap phanh lát tí kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán bậc thánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cũng vì cuồng dại mê lầm, người kia phỉ báng diệu âm Phật Đà, cười chê thánh thạnh tăng già, miệt thị chánh pháp thật là chua cay. Bởi do ác kiến sâu dày, quả ca xa chính diệt ngay chính mình, là bản dịch, là khẩu thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin kệ ạ. Vô sa sa năng arahatang ariya năng tham ma chi vi năng patikko sati đâm mê thô đề thinh ni sa yap pa pi căng pha la ni ca tha ca se wa Ata khanh nha ya phán la ti Yô sa sa năng arahatang Ariya năng tham ma chi vi năng Pateko sati đâm mê thôn Đệ thinh nê sa ya pa pi kong Pha la nê ca tha ca se wa Ata khanh nha ya phán la ti Yô sa sa năng arahatang Ariya năng tham ma chi vi năng Patikko sati đâm mê thôn Đệ thinh nê sa ya pa pi căng Pha la nê ca tha ca se wa A ta khanh nha ya phan la ti. Dạ con xin hết ạ. Xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ sathu sathu lành thầy kính chiên đại đức Tuệ Đức. Dạ không biết đại đức Tuệ Nhẫn có trong room không, lúc nãy con cũng không được để ý kính sám hối sư. Dạ con cung kính đại đức Tuệ Nhẫn kệ bài Kim Pháp Cú số 164 ạ. Dạ kính ra cung kính đại đức. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào tất cả Phật tử. Dạ, con xin được phép ngâm câu kệ số 64 ạ. Yô sa sa năng arahantang Ariya năng tham ma chi vi năng Patikko sati đu mê thô Đi thinh ni sa yap pa pi căng Phananika thaka sewa ataganya yapanati Yosa sanang arahantang ariyanang tamachivinang Patiko sati dumbetho dithinisa yapapikam Phananika thaka sewa ataganya yapanati Yosa sanang arahatang ariyanang tamachivinang Patikko sati dumetho dithinisa yapapikang Phananika thaka sewa ataganya yapanati.
ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán, bậc thánh, bậc chánh mạng, chính do ác kiến này, như quả loại cây lau mang quả tự hoại diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Cũng vì cuồng dại mê lầm, người kia phỉ báng diệu âm Phật Đà, cười chê thánh hạnh tăng già, miệt thị chánh pháp thật là chua cay, bởi do ác kiến sâu dày. Quả cà sa chính diệt ngay chính mình. Phổ thơ của Ngài Giới Đức. Một lần nữa con kính đảnh lễ cho Đức Tăng và xin nhường mic này cho rung. Sa thú, con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính chào Đạo Tràng. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 164. Dù xa xá năng á ra ha tăng, Ariya năng thầm ma trì quý năng, bát tích cổ xá tí đùm mê thồ, đức thần nít xà giá bà bí căng, phá là ni cá tha cá xề quá, á ta khàn nhà giá phàn lá tí. Dù xà xá năng á ra ha tăng, Ariya năng thầm ma trì quý năng, Patiko sati dum me tho đức thần nít sa ya pa pi căng pha la ni ca tha ca se quá a ta khan nhà ya phan la tí. Yo sa sa năng arahat tăng ariya năng tham ma chi quý năng patiko sati dum me tho đức thần nít sa ya pa pi căng pha là ni cáp tha cáp xề quá á ta khành nhà giá phàn lá tí. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán, bậc thánh, bậc chánh mạng, chính do ác kiến này, như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dù xa xá năng á ra ha tăng, Ariya năng thầm ác trì quý năng, bát tích cổ xá tí đùm mê thô, đức thần nít xà giá bà bí căng, pha là ni cá tha cá xề quá, á ta khàn nhà giá bà lá tí. Cũng như cuồng dại mê lầm, người kia phỉ báng diệu âm Phật Đà, cười chê thánh hạnh tăng già, miệt thị chánh pháp thật là tay, bởi do ác kiến sâu dài, quả ca sa chính diệt ngay chính mình. Bản dịch của Hòa Thượng Như Đức. Kính mời sư Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ hiện diện trong Zoom ạ. Con xin chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc và kệ bài 164 ạ. Yo sa sa năng arahat tăng ariya năng tham ma quy ma tham ma chi quy năng patik ko sati dum me tho đinh thình nít sa ya pa pi căng ta là ni cắt tha cắt xề qua ăn ta khành nhà gia pa li gia pa la ti. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán, bậc thánh, bậc chánh mạng, chính do ác kiến này Như Lai chính do ác kiến này như quả loại cây lau mang quả tự hoại diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Cũng vì cuồng dại mê lầm, người kia phỉ báng diệu âm Phật Đà, cười chê thánh hạnh tăng già, miệt thị chánh pháp, thật là chua cay. Bởi do ác kiến sâu dày, quả cà xà chín diệt ngay chính mình. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin kệ. Yo sa sa năng arahatang ariya năng thamma chi quy năng pa tích cô sa ti đùm mê thô ít thinh ni sa ya pa pi căng pa la ni căn tha căn se hoa atta khanh nha ya pa la ti. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc La Hán, bậc thánh, bậc chánh mạng, chính do ác kiến này như quả loại cây lau mang quả tự hoại diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cũng vì cuồng dại mê lầm, người kia phỉ báng diệu âm Phật Đà, cười chê thánh hạnh tăng già, miệt thị chánh pháp, thật là chua cay. Bởi do ác kiến sâu dày, quả cà xà chín diệt ngay chính mình. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ, con xin xuống mic mời một vị khác ạ. Dạ cảm ơn Lào Cai. Con và dạ Tấm Vương, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo và dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính lễ cho Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử, con xin đọc với câu kệ số 164 ạ. Yo sa sa nang arahatang ariya nang thamma chi quy nang pati pati kho sati du me tho dik thim nik sa ya pa pi kang pa la ni ka tha cát xê quá át ta nhàn nà gia pa la ti. Kẻ ngu si thị giáo pháp bậc La Hán, bậc thánh, bậc chánh mạng, chánh do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt. Và đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cũng vì cuồng dại mê lầm, người kia phỉ báng diệu âm Phật Đà, cười chê thánh tặng tăng già, miệt thị chánh pháp, thật là chua cay. Bởi do ác kiến sâu dày, quả cà xà chín diệt ngay chính mình. Và đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Xin đọc kệ. Yo sa sa năng arahatang ariya năng thamma chi quy năng ba tịnh cô sa tì đun mê thô đi thêm ninh sa ya ba quy căng ba la ni căn tha căn sĩ qua a ta nhân nha và ba la ti. Yo sa sa năng a ra ha tăng a ri ya năng tham ma chi vi năng ba ti cô sa ti đu mê thô đi tìm ni sa sa pa pi cam pa la ni căn tha căn se quang a ta nhân nha ya pa la ti. Dạ mô Phật. Dạ con cũng đã đọc và kệ xong câu bút cú số 164. Dạ kính mời chị Cẩm Văn. Dạ con cũng cảm ơn anh Quách Sanh Á đã bớt bài. Dạ cảm ơn. Dạ, sa thú kính cảm ơn chị Lạc Lê. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 164. Vô sa xá năng á ra há tăng á rí gia năng thăm má chi quý năng bá tít cô xá tí đâm mê thô đít thiên nít xa giá ba bí căn bá la ní cát thá cát xê quá á tá ganh nhá giá bàn lá tí vô sa xá năng á ra há tăng á rí gia năng thăm má chi quý năng bá tít cô xá tí đâm mê thô đít thiên nít xa giá ba bí căn bá la ní cát thá cát xê quá át tá gần nhà giá bàn lá tí vô sa xá năng á ra há tăng á rí gia năng thăm má chi quý năng bá tít cô xá tí đâm mê thô đít thiên nít xa giá bà bí căn bà lá ní cát thá cát xê quá á tá ganh nhà giá bàn lá tí kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc la hán bậc thánh bậc chánh mạng chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả tự hoại diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Cũng vì cuồng dại mê lầm, người kia phỉ báng diệu âm Phật Đà, người chê thánh hạnh tăng già, miệt thị chánh pháp thật là chu cay. Bởi do ác kiến sâu dày, quả ca xa chính, diệt ngay chính mình. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm nhân đã ôn bài xong. Dạ, kính mời bàn tay của huynh Quách Thánh Á nha. Dạ, kính mời. Sát thu sát thu lành tay xin cảm ơn. Nam mô Phật-thaya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn, kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, kính chào cô tu nữ Như Pháp và từng kính chào cô tu nữ Như Pháp và toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể trình pháp cú số 164. Yo sa sa nang arahatang ariyanang thamma chiwinang patiko sa ti dumme tho dithin nisaya papikang parani kathaka sewa Atta khanya ya parati Yosa sanang arahatang Ariyanang thamma chiwinang Patiko sakti dumetho Diting nisaya papikang Palani kataka sewa Attaganyaya Palati. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc La Hán, bậc thánh bậc chánh mạng, chính do ác kiến này như quả loại cây lau mang quả tự hoại diệt. Bản dịch của ngài Minh Châu. Cũng vì cuồng dại mê lầm, người kia phỉ báng diệu âm Phật Đà, cười chê thánh hạnh tăng già, miệt thị chánh pháp thật là chua cay. Bởi do ác kiến sâu dày, quả cà sa chín diệt ngay chính mình. Bản phổ thơ của ngài Dây Đức. Và Nam Mô Phật Tha Gia còn chính được sống mít. À, thấy là Tin An vừa mới vào room, Tin An có kể không, kể bài kinh pháp cú số 164 không? Là chú gửi cho này bài học này lên
Đó. Mời Tín An nhé. Alo Tín An ơi, rất mic. Alo Tín An ơi, vừa đang nghe cầm mic thì không đang nghe luôn. Alo, mời Tín An trở lại nha, cầm mic lại đi. Dạ, chắc Tín An là rớt mạng rồi. Dạ, không biết là cô tu nữ như Pháp có cầm mic không ạ? Alo. Rồi cô cứ cầm, dạ, kính mời cô nha. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Quỳnh Quát Thành Á. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thanh Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ, cảm ơn câu rặng đồng, cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai cho như Pháp biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tệ Nhẫn, Đại Đức Tùy Đức, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, trong khi chờ đợi văn tay, dạ, ngồi Thi Na vào rồi, bây giờ thôi Thi Na hôm nay nghỉ cả bài một bữa ha, tại vì đồng hồ đã lố 2 phút rồi, nên Thi Na hoan hỷ nha, ai biểu vào trễ rồi lại bị rớt nét nữa. Thi Na có nghe được âm thanh Như Pháp không? Hoan hỷ nha Thi Na. Dạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài Pháp Quốc Kinh số 164. Như Pháp kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á, cô Rạng Đông, Xích Tâm Phương, cô Cẩm Vân. Cảm ơn Thi Na luôn, mặc dù Thi Na chưa cầm mic. Dạ, cũng rất là cảm ơn. Dạ, đã hoan hỷ ôn bài Pháp Quốc Kinh số 164. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ học bài mới là câu Pháp Quốc Kinh số 165. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng giới được nắm tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay, và cảm ơn Minh Bát Thanh Á đã cho bài học. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, a nhắm vương lộc gia, ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ ca hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ, a đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 345 hà giáp vẹn toàn. Một lần
Một lòng chân thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ răng ràng để chúng con được học từ vựng như sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 165. Và như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, sư hoan hỷ pháp danh của cô Du Pháp đẹp quá. Tất cả mọi thứ lại qua nữa rồi. Những cái thấy nghe ngày hôm qua tham sân si, những buồn vui giận hờn, chúng đã hoàn toàn diệt đi rồi. Không còn gì nữa cả. Ngày mai chúng ta thức dậy, cũng không có gì ngoài cái thấy này thức dậy, cái nghe này thức dậy, cái ngửi này thức dậy, cái nếm này thức dậy, cảm thọ này thức dậy, các hành này thức dậy, các pháp này thức dậy mà thôi. Không còn cái gì nữa cả. Và khoảnh khắc này là khoảnh khắc đẹp nhất. Khoảnh khắc này báo cho chúng ta biết rằng bạn có trí tuệ hay không. Nếu khoảnh khắc này bạn không hiểu gì cả thì bạn thật là khổ đau. Bạn thật sự không hiểu được lời Đức Phật dạy. Hãy đừng để cái nghe đi mất. Hãy đừng để âm thanh đi mất. Đi mất ở đây có nghĩa là khi có âm thanh bạn phải biết chánh niệm. Ngoài trí tuệ ra không có cái gì diệt được phiền não cả. Định cũng không được diệt được phiền não, chánh niệm cũng không được diệt được phiền não, mà chỉ có chánh tri kiến, trí tuệ. Mà tất cả những pháp này thì chỉ có trí tuệ mới hiểu. Khi có chánh niệm thì trí tuệ nó mới hiểu chánh niệm này như thế nào, chứ còn chánh niệm nó cũng không hiểu nó được. Khi có định thì lúc đó trí tuệ nó lớn mạnh, nó mới hiểu định là như thế nào. Và không có gì giác ngộ ngoài cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Và cái thấy của ngày hôm qua không phải là cái thấy của ngày hôm nay nữa rồi. Như vậy, cái thấy của ngày hôm qua không phải là bạn. Và cái thấy của ngày hôm nay cũng không phải là bạn. Và cái thấy này lại do một duyên khác nữa, cũng không phải là bạn. Cái nghe của ngày hôm qua cũng vậy, và cái nghe khoảnh khắc này lại khác biệt nữa rồi. Và không có một ai ở trên đời cả, và tất cả chỉ là các pháp hữu vi hiện khởi và rồi biến mất đi hoàn toàn. Ngày mai chúng ta không cần phải tìm kiếm cái điều gì cả, bởi vì nếu các bạn sống đến ngày mai thì các pháp này hiện khởi. Và các pháp đó cũng không có cái gì ngoài cái thấy và đối tượng thị giác, cái nghe và âm thanh, ngửi và mùi, nếm và vị, thân xúc chạm, cứng mềm nóng lạnh và những suy nghĩ. Và cuộc sống trầm luân không có gì ngoài sáu căn này đang bị vô minh che đậy, tham ái trói buộc. Và mắt là căn nhà trống không, tai cũng là căn nhà trống không, là một ngôi nhà hoang hay là một đáy biển sâu. Lưỡi, mũi và thân này, chúng hoàn toàn vô ngã.
Do vậy, người con Phật hãy luôn luôn quay về với khoảnh khắc này, dầu là lặp đi lặp lại hàng muôn tỷ lần, thì chúng ta cũng bắt buộc phải làm như vậy, để thực sự hiểu. Nghe không phải là tôi, âm thanh không phải là một ai đó. Chúng chỉ là một sắc, là một pháp hữu vi, vô thường do duyên sanh. Không còn con đường nào khác cả. Dầu bạn có ngồi thiền đến hàng muôn ngàn năm nữa, nhưng bạn không thực sự hiểu về sát na hiện tại này, bạn cũng không thể giác ngộ được. Và chỉ có mỗi một con đường hiện tại và hiện tại này thôi. Sát na hiện tại và chúng lại qua nữa rồi. Nhưng mà trí tuệ của chúng ta không đủ để lớn mạnh. Do vậy chúng ta cần phải nhắc nhở nhau mỗi ngày, mỗi buổi học. Và liên tục như thế, thì tâm của chúng ta sẽ dần tỉnh thức lên với sát na hiện tại, để thấy rõ tất cả pháp hữu vi đều vô nghĩa. Chúng hoàn toàn do duyên sanh và biến hoại. Bây giờ thì chúng con xin đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo và chúng ta học bài Pháp Cú số 165. Nhưng hãy nhớ tất cả quá khứ đã diệt rồi và hiện tại cũng đang là Pháp, đang có mặt. Vậy đừng bỏ hiện tại. Các Pháp ở trong quá khứ chúng đã diệt rồi. Có lú kéo đi bao nhiêu chăng nữa thì trí tuệ cũng không sanh được. Đó chỉ là hình thức của vô minh mà thôi. Và ngay bây giờ đây thì cũng đang có vô minh. Vô minh thì không ở đâu xa cả, ở ngay sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm trong đời sống của chúng ta mà thôi. Chúng rất gần và chúng luôn luôn che phủ những cái thực tánh của các Pháp. Chân lý thì đang hiện khởi ở ngay trong cuộc sống của bạn. Dù bạn đang làm cái gì thì chân cũng đang báo cho bạn biết đây là khổ tập, đây là sự diệt khổ, đây là con đường. Và không thể tìm chân lý ở trong kinh điển được, mà Đức Phật dạy ở trên thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm ngay trong đời sống của mình. Bây giờ chúng ta hãy nghe Pháp. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ avivādemi sakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namassāmi. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo. Đức Phật đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, Ngài bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài diệt tận vô minh và phiền não, Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đành lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thật là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Nhưng chỉ những ai có duyên lành học và nghe lời dạy của Đức Thế Tôn, người ấy mới hoàn mãn thành tựu giải thoát sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đành lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy chắc chắn cạc khái vô lượng công đức phước lành theo dòng nghiệp lực của mình. Và nhất là những ai có chí nguyện giải thoát sanh tử luân hồi, người ấy sẽ được thành tựu các ba la mật và chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo trong đời sống này hoặc đời sống sau nối tiếp của mình. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất cả đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ So, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, và nhất là kính chi phước này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi, xin quý Ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để tiến tu các pháp của Đức Phật, để chói sáng thế gian này. Nam Mô Bụt Tha.
Hôm nay chúng ta học bài kinh số 165. Chúng con xin đọc bài kinh này một lần. Attana attana vakkatang papang. Attana sankinissati. Attana akkatang papang. Attana va visuddhati. Suddhi asuddhi. Pachatang nhanyo anyang visodhaye. Và Ngài Chánh Thân dịch văn xuôi là việc ác đã được tạo ra do chính bản thân. Như vậy, việc ác được tạo ra do chính bản thân. Việc ác ở đây gồm có thân hành ác, ý hành ác, thân hành ác và khẩu hành ác. Vậy có 10 bất thiện đạo nghiệp. Đó là 10 cái nghiệp ác. Và chúng trở thành ô uế do bản thân. Như vậy chính bản thân ở đây nghĩa là sao? Là người này không có tuệ tri, không có chánh niệm về các căn môn mình, dễ vui trong dục lạc và chấp thủ vào bản ngã. Nên đó, khi mà xúc chạm với việc đời, người đó với cấu uế phiền não thúc đẩy, người đó tạo ác nghiệp về thân, về khẩu và về ý. Vì nghiệp này cũng không phải do ai tạo lên, mà chính do phiền não cấu uế tạo lên. Nghiệp là tâm sở tư. Mà thúc đẩy. Thì tâm sở tư nó có hai cái chức năng. Đó là tâm sở tư hỗ trợ cho pháp đồng sanh. Như vậy cái tâm sở tư đó, nó có mặt ở trong tất cả tâm. Trong tất cả tâm. Như vậy cái thấy cũng có tâm sở tư. Nhưng mà cái tâm sở tư nó hỗ trợ pháp đồng sanh. Còn nó còn có nhiệm vụ nữa. Khi mà nó đi với tham sân si. Thì tạo ra ác nghiệp. Qua thân, qua khẩu, qua ý. Thì đây là nó tạo ra nghiệp đạo. Như vậy tâm sở tư không phải lúc nào nó cũng tạo ra nghiệp đạo. Tâm sở tư nó ở dạng phiền não. Tâm sở tư nó ở dạng quả. Và tâm sở tư ở dạng duy tác. Nó ở trong pháp duy tác mà. Do vậy chúng ta học cái gì, chúng ta phải dần thông về về các cái pháp. Như vậy việc ác đã được tạo ra chính do bản thân. Chính do bản thân ở đây chính là nói về chủ thể. Và trở thành ô uế do bản thân. Như vậy nghiệp ác này nó lại tạo ra, nó tạo ra những cái ngũ uẩn mới kế tiếp cái ngũ uẩn đó, và cái ngũ uẩn mới nó thừa hưởng những cái ác nghiệp. Do bản thân, việc ác nó không được tạo ra cũng do bản thân. Như vậy những người nào mà khéo chánh niệm tỉnh giác, khéo thu thúc được các căn, khéo thấy được các cái dục lạc ngũ trần đầy những hiểm họa, đầy những bất tịnh, và cái vị ngọt của chúng, và thấy cái sự vô thường của chúng, thì người đó dần dần sẽ thoát ra được các cái ác nghiệp này, không có tạo ác nghiệp và trở nên thanh tịnh. Như vậy thì tất cả chúng ta trừ bậc thánh A-la-hán, còn chúng ta lúc nào cũng có thiện và ác, không thể tránh khỏi được.
không thể tránh khỏi được. Vậy thì làm sao để chúng ta giác ngộ? Chúng ta phải thật hiểu tất cả pháp là vô ngã. Cái này không phải là tôi và cái thực sự không phải là của tôi. Và trở thành trong sạch cũng do chính bản thân. Như vậy thì trong sạch hay không cũng chính bản thân. Như vậy thì bấy lâu nay chúng ta đã chạy theo các cái trần cảnh và bị dính mắc vào sự khen chê, và chúng ta không thực sự thấy được các cái tính chất của pháp là vô thường. Là khổ, là vô ngã. Do đó mà các cái si ám, các cái lậu hoặc với năm cái món dục lạc làm cho tâm của chúng ta bị ô nhiễm. Như vậy thì chúng ta thấy trên đời này không có ai có tội lỗi cả. Tội lỗi nhiều hay ít cũng không phải là ai đó, mà tội lỗi nhiều hay ít là do vô minh của tâm. Tâm mà nó vô minh chừng nào thì chắc chắn nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái tội lỗi, những cái ác nghiệp. Và tâm của chúng ta càng minh chừng nào thì càng trong sạch, càng ít tạo nghiệp. Như vậy trở thành người trong sạch do chính bản thân. Như vậy bản thân của chúng ta mà hàng ngày nghe pháp, học pháp đúng đắn với chi kiến, có chánh niệm tỉnh giác, thì chính bản thân của chúng ta trong sạch, chứ không làm cho ai trong sạch được cả. Bởi vì nghiệp của chúng sanh là thừa tự. Vậy chúng ta không có thừa tự cái gì của bên ngoài cả, mà chúng ta thừa tự chính những cái nghiệp, những cái ác nghiệp và thiện nghiệp mà nó nối từ ngũ uẩn này đến ngũ uẩn khác. Một sự lối dài vô tận. Nên là Đức Phật dạy không có ai khổ đau, mà chỉ có khổ, bị ngũ uẩn là khổ. Ngũ uẩn nào cũng khổ hết. Dầu là ngũ uẩn của Đức Phật thì cũng khổ đau. Thì ngũ uẩn của chúng ta là cái gì? Ngũ uẩn của Đức Phật với ngũ uẩn của chúng ta đều giống nhau hết. Chúng ta đang mang một cái dòng ngũ uẩn bất tận mà chúng ta lại tiếp tục muốn đời sau chúng ta sẽ như thế này, sẽ như thế kia. Liệu rằng các bạn có muốn được cho đời sau không? Không, nghiệp đã được tích lũy rất là gì? Rất là thầm kín, vô minh cũng vô cùng kín đáo, và trí tuệ nó tăng trưởng vô cùng kín đáo. Tất cả tâm, thọ, tưởng, hành, thức này nó đều ở trong bóng tối hết. Nó sinh hoạt ở trong bóng tối hết. Không có một cái tâm nào nó sinh hoạt ở ngoài ánh sáng cả. Chỉ có mỗi một cái tâm nó thấy cái ánh sáng thôi. Nhưng mà ánh sáng là sắc pháp. Chỉ còn cái tâm thấy nó vẫn ở bên trong bóng tối. Nhưng mà chúng ta thì luôn luôn cứ nghĩ rằng ở ngoài kia là có một cái gì đó, nhưng không. Tất cả những cái gì bên ngoài nó chỉ là sắc pháp, là vô tri. Kể cả trước mặt của chúng ta là vợ, là con, nhưng mà đối tượng thị giác nó không phải là vợ con gì hết. Nó chỉ là đối tượng thị giác. Nó không yêu đương, nó không biết ai yêu nó không biết ai thương nó. Nó không biết giận, biết hờn, biết buồn, biết vui. Nó không biết chia sẻ với ai cả. Không có chuyện đó. Muôn đời nó không biết, và cả một đời. Khi nào mà chúng ta hiểu rõ nó thì chúng ta mới thoát khỏi vô minh.
Như vậy trong sạch hay không trong sạch liên quan đến cá nhân. Như vậy liên quan đến cá nhân là gì? Là tâm của mình. Tâm. Không người nào có thể làm cho người khác trở thành trong sạch được. Do vậy mà 45 năm Đức Phật làm cái công việc gì quý vị biết không? Chỉ có thuyết pháp về Tứ Thánh Đế mà thôi. Ngoài ra Ngài không có thuyết về thiền định, thiền đích gì hết. Thiền định do các Ngài đã tích lũy từ trước. Còn mục tiêu của Ngài là luôn luôn đi đến đâu Ngài cũng đem Tứ Thánh Đế. Và Ngài dạy gì rồi sau đó Ngài cũng dạy cho quán đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Do vậy thì chúng ta càng có nhiều mối quan hệ với người hay là với người thân trong gia đình, với xã hội, thì chúng ta thấy rằng đa phần chỉ làm tăng trưởng vô minh, tăng trưởng tà kiến và tăng trưởng dục vọng mà thôi. Cuộc sống là sự tiếp nối của thấy, của nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, suy nghĩ, rồi chìm vào hữu phần, ngủ say. Rồi khi thức dậy lại tiếp tục thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Và rồi lại vào ngủ say. Ngày mai cũng vậy. Và kiếp sau cũng vậy thôi. Không có tìm thấy một ai ở đời. Cuộc sống cứ trôi chảy như vậy. Từ vô thủy luân hồi đến bây giờ do vô minh và tham ái che đậy. Nên là chúng ta không gặp được Đức Thế Tôn ra đời thì không sao thoát khỏi được cái sự tiếp nối viên miễn của ngũ uẩn này. Cái từ Atta, Quát Cát Tăng Pa Păng, việc ác đã được tạo ra do chính bản thân. Do chính bản thân ở đây là sao? Bản thân của chúng ta luôn luôn có phiền não, có vô minh. Bản thân của chúng ta thì luôn luôn có phiền não, có vô minh. Nếu mà hàng ngày chúng ta để ý một cách trơn trắng, thì chúng ta thấy rất ít có khoảnh khắc có chánh niệm thực sự. Có đôi khi thì thiện pháp thì có đó, chúng ta đi làm bố thí thì có một chút thiện pháp, nhưng mà chánh niệm về tứ đế hay chánh niệm về tứ niệm xứ là không. Chúng ta phải thừa nhận với nhau là như vậy, với đó là sự thật. Đó là chúng ta còn học pháp của Đức Phật đó nha, còn có bậc trí giảng dạy đúng đó, chứ còn không là lọt vào tà kiến hết. Tà kiến hết. Và chúng ta luôn nói về chánh niệm nhưng mà chúng ta không bao giờ hiểu chánh niệm là gì, phải không? Khi nào mà chúng ta không rõ biết về thấy, nghe, ngửi, đến đụng trong đời sống hàng ngày, chúng ta có nói chánh niệm cỡ nào hay chăng nữa, người trí người ta cười, người ta nói người này không biết gì cả. Và chánh niệm sanh khởi rất ít, phải không? Bởi vì khoảnh khắc chánh niệm thì không có suy nghĩ, khoảnh khắc chánh niệm và tỉnh giác thì không có suy nghĩ, mà luôn luôn là trực giác, phải không? Và khoảnh khắc đó có thường xuyên không? Rất ít. Nếu thường xuyên thì chúng ta đã vào bậc thánh rất là nhanh chóng rồi. Do vậy chúng ta do sao mà nó sanh như vậy? Do chúng ta không có duyên nghe đúng cái diệu pháp, nghe đúng cái diệu pháp, nghe đúng về các cái thực tại trong đời sống hàng ngày, nên là chánh niệm nó không có mặt. Chánh niệm ở đây nói về chánh niệm tứ niệm xứ, bởi vì chánh niệm tứ niệm xứ nó không bắt cảnh chế định ở bất cứ một phương diện nào hết.
phải không? Do vậy chúng ta thường nói pháp về định, về biết này kia đủ thứ, nhưng mà thực tế chúng ta có hiểu định là gì đâu. Sát na nào trong tâm thức đều có định hết, nhưng mà chỉ khi nào có chi kiến về tứ đế thì chánh định mới có mặt, chung với chánh kiến, chánh niệm, chánh tinh tấn, phải không? Còn chánh kiến không xuất hiện thì tất cả những cái định đó đều là tà định hết, đi trong luân hồi hết. Vì vậy để cho chúng ta thấy sát na hiện tại là tối quan trọng, và chúng ta phải thực sự chịu khó lắng nghe và phá bỏ mọi những cái tư kiến của mình, thì chúng ta mới kết thúc được cái vòng sanh tử luân hồi này. Và chi kiến cũng không nằm ngoài gì khác, sau cái thấy nghe ngửi nếm đụng thì minh sanh. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là vô minh cũng sau thấy nghe ngửi nếm đụng, và minh cũng sanh sau thấy nghe ngửi nếm đụng. Có điều chúng ta trao đổi, chia sẻ giáo pháp của Đức Phật nó có đúng hay không, thì chánh kiến, chánh niệm về tứ niệm xứ nó sẽ hiện khởi. Rồi tiếp theo nữa là cái từ Aptana Sankinisati là trở thành ô uế, là do bản thân. Do bản thân vô minh. Sankinisati, sang cộng với căn của nó là căn kinis cộng giác tí, là động từ, ở đây chia theo tha động thể thì phải, hiện tại, và ngôi thứ ba là làm ô nhiễm. Tiếp động ngữ là hoàn toàn, sang là hoàn toàn, ký nít là trở lên xấu, trở lên ô nhiễm. Atana akatang papang là việc ác. Việc ác ở đây là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, không nói độc ác, nói đâm thật, vân vân. Việc xấu ác. Việc ác đã không được tạo ra do bản thân, từ Atana, Akatang Papang. Akatang Kata là một cái tính từ, tiếp đồng ngữ của nó á, tính từ trung tánh. Câu kệ này chia theo chủ cách là đã không được làm. Kata là làm, tiếp đồng ngữ á là không, Kata là căn của nó, là căn ra, căn ca, là cá rá tí đó. Và chia theo quá khứ phương từ là đã được làm. Tiếp nữa là từ Atana quá quý xuất chất tí là trở thành trong sạch, là do chính bản thân. Quý xuất chất tí, căn của nó là căn xuất. Tiếp biến ngữ của nó là giá, biết tí. Tiếp đồng ngữ của nó là quý. Đây nó thuộc về động từ bất bất định thể hiện tại ngôi số 3, trở thành trong sạch. Tiếp động ngữ quý là chỉ cho sự nhấn mạnh hay là sự rõ ràng. Căn của nó đang các suốt là làm cho trong sạch, làm cho sạch sẽ. Vậy cái gì làm cho sạch sẽ nghiệp này? Chỉ có trí tuệ thôi, thưa quý vị. Chứ nghiệp nó không làm trong sạch nghiệp được, mà chỉ có trí tuệ nó làm trong sạch nghiệp và nó đoạn diệt. Và trí tuệ nó hiểu rằng tất cả mọi khổ đau đều do vô minh có mặt. Và nó diệt tận cái vô minh lậu thì không còn cái gì để mà nó tạo tác nữa. Thì nó mới trong sạch. Như vậy là trí tuệ nó làm cho thanh tịnh, không? Trí tuệ nó làm cho trong sạch và nó cũng làm cho thanh tịnh. Xuất thí, á xuất thí, bách chất tăng, trong sạch hay là không trong sạch liên quan đến cá nhân.
Như vậy cá nhân của chúng ta, nếu mà tham sân si của chúng ta nhiều thì chắc chắn là nghiệp ác nó sẽ tạo ra nhiều. Mà vô tham vô sân của chúng ta nhiều thì tâm của chúng ta trở nên trong sạch sáng suốt. Cũng như vậy là bản thể trong thân tâm của chúng ta luôn luôn có thiện và ác. Và nhất là người tu tập của chúng ta thì sự đấu tranh giữa thiện và ác là luôn luôn nằm cho chúng ta rất là gay cấn. Còn ở đời thì bình thường họ mặc kệ, nhưng mà khi chúng ta tu tập thì chúng ta thấy rõ giữa thiện và ác này nó đấu tranh rất là mãnh liệt. Rất là đấu tranh là mãnh liệt. Và phiền não thì hầu như là luôn luôn chiến thắng chúng ta trong mọi lúc, mọi nơi, phải không ạ? Đúng không? À. Tuổi trẻ thì nhất là ái dục, phải không ạ? Nam nữ, tiền bạc, nhà cửa. Tuổi già thì hạnh phúc ấm êm. Thì chúng ta thấy được rằng là hàng ngày chúng ta chẳng làm phục vụ cho ai cả đâu. Chúng ta chỉ phục vụ cho ông chủ tham từ sáng đến chiều, cho tới lúc đi nằm ngủ nữa. Phục vụ cho ông chủ tham và nuôi bốn con rắn độc. Và ở đời thì chúng ta có thể cải cả cái thế giới này, nhưng mà ông chủ tham mà có mặt thì chúng ta nghe lời một cách hết sức là nhẹ nhàng, thuần hóa, không cưỡng lại được, không chống cự lại được, khó lắm. Như vậy, trong sạch hay không trong sạch là liên quan đến cá nhân. Xuất thí là danh từ lữ tánh, chia theo chủ cách là thanh tịnh. Á xuất thí tức là danh từ lữ tánh là không thanh tịnh. Như vậy chúng ta chẳng làm gì được các pháp cả. Chẳng có ai làm gì được cả. Chẳng có cái tôi nào quyết định được cả. Chính vì vậy ở thế giới này, người thì sát sanh, người giết cha, giết mẹ, người thì mang súng, chém giết, người thì từ bi vô lượng, người thì bỏ cả mạng sống của mình để cứu người. Tất cả cái đó đều do tâm, do duyên của các pháp chúng khởi lên mà thôi. Và chúng ta thì luôn luôn nghĩ rằng ôi tôi làm được rất nhiều việc thiện. Đó là một tà kiến. Đó là một luân hồi tiếp nối. Không có ai ở trong đó hết. Và tâm này nó đã khởi thiện rồi thì nó chỉ có làm thiện thôi. Mà tâm đã khởi ác rồi thì nó không làm thiện được các bạn ạ. Tất cả pháp đều phải do duyên của chúng. Nếu chúng ta không hiểu cái điều này thì chúng ta không sao mà bước vào con đường chánh pháp được. Và hàng ngày thì chúng ta luôn luôn mong cầu rằng ngày mai mình sẽ tốt đẹp, mình đừng như thế này, đừng như thế kia. Đó lại là một loại tà kiến nữa. Nghĩ rằng tôi là Phật tử, tôi phải sống thánh hạnh như thế này, như thế kia. Tôi là một vị sư thì tôi phải đoàn hoàng như thế này, như thế kia. Nhưng tất cả những đó đều là vô minh, tà kiến, tham ái che đậy hết. Tại sao các bạn không nhẫn lại? Tại sao các bạn không thấy sân chỉ là sân, tham chỉ là tham, tà kiến cũng chỉ là một pháp do duyên sanh ở khoảnh khắc đó mà thôi? Nó là pháp, tại sao các bạn không nhận đây là pháp với chính bản thân của nó? Tại sao các bạn lại nhận cho là mình? Tại sao các bạn chỉ muốn các bạn là thiện thôi? Sao các bạn không hiểu pháp thì phải có thiện, có bất thiện, có quả, có duy tác. Có pháp là nhân, có pháp là duy tác, có pháp là quả, có pháp là thiện, có pháp là bất thiện chứ. Không có pháp nào là bạn cả. Pháp thiện sinh hoạt theo đường lối của pháp thiện, pháp bất thiện sinh hoạt theo đường lối của pháp bất thiện, pháp vô ký sinh hoạt theo đường lối của pháp vô ký. Không có cái gì nào bạn là tôi hay ở bất cứ.
ai ở đây mà thay đổi các cái pháp này được, và chúng ta phải luôn luôn nhớ điều đó. Được chưa? Tiếp theo nữa là từ xuất thí à. Bách chất tăng là cá nhân tự mình. Rồi nhanh vô anh nhân quý sô tháp dê, không người nào có thể làm cho người khác trở lên trong sạch. Như vậy chỉ có các duyên làm cho mình trong sạch, mà các duyên cũng làm cho pháp ô nhiễm thôi, phải không ạ? Rồi nhanh vô nát anh vô, anh vô anh nhá ở đây là đại từ năm tám chủ cách, là người nào. Anh nhân anh nhá đại từ năm tám chia theo đối cách là người khác. Quý sô thái dê, căn của nó là căn sút, và có thể làm cho người khác trở thành trong sạch. Không có một ai có thể làm được cho được trong sạch cả. Chỉ có trí tuệ ở nơi bạn nó sanh, nó nằm trong sạch nơi bạn thôi. Không có ai. Vậy thì làm sao? Cách nào? Đó là chúng ta hãy nghe diệu pháp của Đức Phật để phát triển tâm trí của mình. Hãy nghe diệu pháp. Chỉ có mỗi con đường đó. Và chỉ có trí tuệ ở nơi chúng ta mới làm thanh tịnh ta mà thôi. Trí tuệ của người khác sẽ không bao giờ làm thanh tịnh chúng ta được. Trí tuệ của Đức Phật chúng ta không xài được. Trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất chúng ta cũng không xài được. Chúng ta chỉ dựa vào lời dạy của Ngài và đem nó về suy tư, nghiền ngẫm và quán xét để thấy ra pháp trong đời sống hàng ngày nơi mình, thì đó mới là làm cho chúng ta thanh tịnh mà thôi. Căn sút là làm thanh tịnh, làm cho sạch sẽ. Và đây là những cái từ vựng mà Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch câu kệ này, là tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Do vậy thì chúng ta thấy chúng ta đến đây một mình, ra đi một mình, cái thấy cũng sanh một mình và diệt đi một mình, cái nghe cũng sanh một mình và diệt đi một mình, cái ngửi cũng sanh một mình và diệt đi một mình, tham cũng sanh lên một mình và diệt đi một mình, tà kiến sanh lên một mình và diệt đi cũng một mình, cảm thọ sanh lên một mình và cũng diệt đi một mình, chánh niệm sanh lên một mình và cũng diệt đi một mình, trí tuệ sanh lên một mình và cũng chỉ diệt đi một mình. Không có ai ở trên đời, chỉ có các pháp. Và bài kệ này, Đức Thế Tôn khi Ngài thuyết giảng thì lúc bấy giờ Ngài ngự ở tại Chetavana Vihara, tường xá của ông Cấp Cô Độc. Và Ngài đề cập đến Cận Sự Nam Chunakkana. Và vì Cận Sự Nam Chunakkana là một cái người rất là tinh cần nghe pháp, và ông chú trong cái thành Savatthi, xá vệ. Thì vào những cái ngày trai giới đó, thì cái thiền nam này đến tịnh xá để nghe pháp suốt đêm. Thì đến sáng mới về. Một lần nọ thì cũng cứ vào ngày trai giới này thì ông đến chùa nghe pháp. Trong đêm ấy thì có cái bọn cướp đào cái hang ngầm vào nhà của một cái gia chủ nọ. Thì bị gia chủ phát giác và chúng bỏ chạy tứ tán. Thì một tên cướp chạy đến trước mặt của cái ông thiền nam này và quăng bỏ cái gói đồ. Và khi ông vừa ra đến bờ hồ múc nước xúc miệng rửa mặt, thì câu chuyện này diễn tiến cũng giống như là câu chuyện Mahakala vậy. Thì những người rượt đuổi bọn cướp thấy cái tang vật trước mặt ông thiền nam, thì bọn cướp mới nghi ngờ cái vị này là kẻ trộm và bắt lấy và đánh đập ông. Và khi ấy thì cái nhóm lữ tỳ đi đến bờ hồ múc nước thì thấy được cái việc ấy, thì đã can ngăn rằng
này ông cụ ơi đừng có đánh nữa, cái người này không làm những cái việc trộm cắp như thế. Thì cái nhóm nữ tỳ đó đã phân giải rõ ràng về giới hạnh của Chunakkana và cần sự nam ấy được buông tha, và Chunakkana đi vào trong tịnh xá và trình bày với chư tỳ khu về cái chuyện này. Ở đây thì chúng ta thấy cái, những cái chuyện như này ở thế gian thì nó mênh mông và nó là bạc ngàn rồi, phải không ạ? Con người của chúng ta thì luôn luôn là có cái tính nghi ngờ vì chấp thủ á, nghi ngờ. Chuyện này thì nó đời sống của chúng ta thì chúng ta gặp rất là nhiều. Thì cái người này mới bạch các ngài, con vừa mới bị người ta đánh rất là đau và gần chết, cũng nhờ có các cái cô tỳ nữ ấy mà con được sống sót trở về đây. Và chư tỳ kheo thì mang cái câu chuyện này bạch trình đến Đức Thế Tôn và ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, thiện nam Chunakkana nhờ các lễ tỳ đội nước biển hộ và cũng do chính mình không làm tội mà được toàn mạng, quả thật đã gọi là chúng sanh thì phải theo cái công lệ tự mình làm ác, tự mình nhiễm ô, rồi tự mình sa xuống ác đạo, địa ngục, và cũng tự mình làm lành, tự mình thanh tịnh mà sanh lên nhàn cảnh và giải thoát niết bàn. Và ngài đọc bài kệ Attana Vakkatang Papang Attana Sankinissati Attana Akkatang Papang Attana Vak Visuchati Suthi Asthi Pachatang Nhân Nhô Anh Nhân Viso Tha Dê. Làm giữ bởi ta mà nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta, hay bất tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được. Và ở đây chú giải thì ý nghĩa của câu kệ này nè: kẻ nào tự mình đã tạo nghiệp bất thiện, ác sẽ phải thọ quả khổ trong chốn ác đạo. Tự mình làm mình nhiễm ô, còn kẻ nào tự mình đã không tạo nghiệp ác, ác sẽ sanh lên nhàn cảnh và chứng đắc niết bàn. Tự mình thanh tịnh lấy mình. Một bên là sự thanh tịnh có tên là thiện nghiệp, một bên là sự không thanh tịnh có tên là bất thiện nghiệp. Các chúng sanh tạo nghiệp nào thì rốt cuộc sẽ phải thọ quả của nghiệp ấy chẳng sai. Ngoài tự kỷ ra thì không có ai khác làm cho ai được trong sạch. Cho nên Đức Phật dạy, không ai làm cho ai thanh tịnh, không ai làm cho ai nhiễm ô. Và cuối thời pháp thì thiện nam Chunakkana đắc quả tu đà hoàn, và kỳ dư thính chúng đều được sự lợi ích của bài pháp được thuyết. Và ở đây ngài cẩn đề là: kẻ trộm bức đồ bỏ chạy đi, thiện nam ra sớm bị tì, thời may khỏi chết như ông trước, nhờ có lời can của lữ tỳ. Phật dạy tự mình sanh nhiễm ô, do lơi nghiệp ác, quấy đầy đồ, quấy hồ đồ, tự mình thanh tịnh không làm ác thì chẳng xa vào cảnh ác thôi. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, chúng ta sanh tử đã vô lượng lần rồi, và chúng ta đã từng chết và đã từng bỏ lại thân xác của chúng ta. Bây giờ có những cái kiếp thân xác bây giờ đã thành đất, đã thành những cây cỏ, đã nuôi những cây cỏ, đã thành nước, đã trải dài cả quả địa cầu. Và những ác nghiệp thì cũng đã qua vô thủy hàng vô lượng lần rồi. Và những thiện nghiệp thì chúng ta cũng đã trải qua vô lượng lần rồi. Và nếu còn thiện ác nữa thì nó cũng chỉ là thế thôi, cũng chỉ là thế thôi. Rồi thì đau khổ đến mấy thì nghiệp nó cũng chịu. Và rồi
cũng phải chết đi, vì các pháp là vô thường. Mà dầu thiện nghiệp bao nhiêu đi chăng nữa, thì rồi kết cục của nó thì chúng ta cũng phải chết. Và dầu có thiện ác đến mấy đi chăng nữa, thì chúng ta cũng chỉ bỏ lại đất, nước, lửa, gió, và tất cả những thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp này cũng chỉ là từng khoảnh khắc và đều tan biến. Và dầu chúng ta có sung sướng hạnh phúc đến mấy ở trên cuộc đời này, cái mà chúng ta nhận được chỉ là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, âm thanh, cứng, mềm, nóng và lạnh. Cái khổ đau đến mấy chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ chạm vào những cái thứ đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, cứng, mềm, nóng, lạnh này mà thôi. Chúng ta nói là sanh vào địa ngục khổ ư? Khổ cỡ nào thì nghiệp nó cũng chịu được hết, và nghiệp nó sanh ra. Không ai tắt được nghiệp và quả của nghiệp. Nghiệp là bàn tay vô hình, và nó có thể xa tận. Nhưng mà nghiệp cũ nó đã sanh rồi thì nó không sanh lại nữa. Nhưng mà nghiệp mới thì nó có thể vươn ra đến vô lượng kiếp sau cũng có. Nhưng mà điều đó cũng không liên quan gì đến chúng ta cả. Cái điều đó chúng ta cũng không nên phải lo, vì chúng ta có chánh pháp của Đức Phật. Chúng ta không phải đến đây để tiếp tục một cái đường nối để tạo nghiệp, dầu là thiện, mà chúng ta đến đây với đường nối giải thoát luân hồi. Và chúng ta có sanh lên thiên đàng đến đi chăng nữa cũng chẳng để làm gì cả, cũng chẳng để làm gì cả. Cũng chỉ để chơi đùa và đam mê một chút đất, không ngoài gì khác hết. Và rồi lại bỏ đi, lại tiếc nuối. Và tâm của chúng ta, nếu không có tưởng thì chúng ta có nhớ người này, người khác, nhớ cái gì là kỷ niệm đẹp được không? Không. Như vậy thì chúng ta đã chìm vào trong tự thôi, chứ không có gì hết. Thưa quý vị, tất cả pháp hữu vi do chúng ta ảo tưởng, chứ nó không có gì tốt đẹp cả. Chúng ta sanh vào bào thai của người mẹ, của người đàn bà, không phải là địa ngục sao? Và bây giờ chúng ta sống vô minh với các pháp thì không phải là địa ngục sao? Chắc chắn một điều gì đó, chúng ta khi chúng ta đã hiểu được thế giới này chỉ là những cái tính chất được kinh nghiệm, và cái kinh nghiệm hoàn toàn vô ngã và không có một ai ở trên đời, vậy thì chúng ta có nuôi ảo tưởng để thương một ai đó mà thực sự nó chỉ là đất, nước, lửa, gió hay không? Khi mà chúng ta hiểu ra được các pháp thì chúng ta sanh ở đâu cũng là khổ hết, chứ không phải là sanh ở địa ngục mới khổ. Bởi vì có sanh ra là có già, có bệnh, có chết, không ai tránh khỏi được. Vậy thì chỉ có mỗi con đường là chúng ta hãy vun bồi con đường bát chánh đạo.
Chúng ta đến đây không phải để than vang, không phải để lo nghiệp cho đời sau, mà hãy cứ phát triển trí tuệ đi. Hãy gìn giữ giới hạnh, hãy phát triển trí tuệ, hãy nghe diệu pháp của Đức Phật. Không ít thì nhiều, tự pháp sẽ vận hành, và chúng ta không muốn trở thành người lành thì pháp cũng trở thành người lành, trở thành người trí. Chẳng có con đường nào khác cả. Và chúng ta không cần phải đoán kiếp sau tôi như thế này hay kiếp sau tôi là như thế kia. Vì chúng ta đã có mọi hạnh phúc nhưng cũng chỉ để bỏ đi mà thôi. Thì không lẽ chúng ta tạo điều ác làm chi nữa, phải không? Những cái gì tốt đẹp nhất của ngày hôm qua chúng cũng đã vô thường rồi. Những cái gì xấu xa nhất của ngày hôm qua chúng cũng đã vô thường rồi. Chúng không còn tồn tại ở đâu nữa cả. Và những cái gì hiện tại này cũng không phải là bạn. Khi mà chúng ta hiểu chỉ có pháp và các pháp thì chúng ta sẽ không có ý niệm về ngã nữa. Bởi vì ý niệm về ngã mới thật sự là nguy hiểm. Và ý niệm về ngã được đặt xuống thì không có một địa ngục nào có thể dẫn tâm của bạn vào trong đó được. Và ý niệm về ngã được đặt xuống rồi thì những cái ác nghiệp của bạn không thể nào bạn có một cái ác nghiệp nào mà có thể rơi vào trong địa ngục được. Như vậy thì hàng ngày chúng ta sống với chánh niệm tỉnh giác, thấy các pháp là vô thường, thì tâm của chúng ta rất là nhẹ nhàng. Và niềm tin với Đức Phật, giáo pháp và chư tăng sanh khởi một cách tự nhiên. Chánh kiến sanh khởi. Và điều ác chắc chắn là sẽ không được làm. Còn nếu chúng ta không có hiểu điều đó, chúng ta có ở trong chùa đi chăng nữa, chúng ta cũng đang làm rất nhiều điều ác. Chúng ta che đậy. Phiền não là những tên trộm và chúng rất là nấu cá. Khi mà chúng ta hiểu diệu pháp của Đức Phật, chỉ cần một từ, chỉ cần một ý nghĩa khi trí tuệ sanh khởi thôi, chúng ta mới thấy được tất cả tài sản ở thế gian này không thể nào đổi được một khoảnh khắc trí tuệ hiểu lời dạy của Ngài. Vì thế gian dù họ thương chúng ta đến mấy chăng nữa thì chúng ta chìm trong đó và chỉ đi địa ngục mà thôi. Chứ còn chúng ta hiểu lời của Ngài một lời thôi, đúng pháp thôi, thì chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào bốn đường ác đạo. Mà giáo pháp thì Đức Phật dạy không có gì xa xôi cả. Nó ở ngay đây. Các pháp nó đang hiện hữu ở ngay đây. Bây giờ đang có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, cứng, mềm mà không có cái hiểu về nó. Vô minh đang chế ngự. Vô minh cũng là pháp, cần phải được hiểu. Và chúng ta luôn luôn đi xa khoảnh khắc này.
vì không có người hướng dẫn đúng đắn. Và pháp này rất là khó vì chúng ta không có quay lại được. Tâm của chúng ta thường hướng đến các dục, chúng ta không để ý các pháp trong đời sống hàng ngày. Do vậy qua bài pháp thì chúng ta đã biết Đức Phật dạy nghiệp là thai tạng của chúng ta, và trong sạch hay không trong sạch là do tự mình. Như vậy thì ta phải nhận diện ra được phiền não ở nơi thân tâm của mình. Nếu chúng ta không nhận diện ra phiền não thì chúng sẽ có nhân có duyên để tạo ra các ác nghiệp. Và khi nhận diện ra phiền não đích thực ở tâm mình thì lúc đó cũng chính là trí tuệ, là tự mình làm thanh tịnh với mình. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lễ rồi. Phước báo phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càn thất bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, a tu la, diêm chúa, và nhất là phước báo này kính dâng đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Mong cho quý ngài quý vị tùy hiện phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và tinh tấn tu hành trong chánh pháp của Đức Phật để làm sáng dục thế gian này. Và phước nằm này có nguyện là nhân là duyên thành tựu chánh trí, chứng tới thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này và trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng, với phước báo này luôn luôn hỗ trì cho chúng con thành tựu đầy đủ minh và hạnh, xứng đáng là con của ngài, giống như các bậc đức hạnh, các bậc thánh thuở xưa. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học số 165 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân bích đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Bà Phật Tử Sắp Bà Mang Ngà Lăng Rạc Khăn Tử Sắp Bà Đê Gò Tà Sắp Bà Bù Đà Nữ Phá Nguyên Nà Sà Đà Sò Thị Phong Văn Trư Tê Bà Phật Tử Sắp Bà Mang Ngà Lăng Rạc Khăn Tử Sắp Bà Đê Gò Tà Sắp Bà Hàm Mà Nữ Phá Nguyên Nà Sà Đà Sò Thị Phong Văn Trư Tê Bà Phật Tử Sắp Bà Mang Ngà Lăng Rạc Khăn Tử Sắp Bà Đê Gò Tà Sắp Bà Sàng Khá Nữ Phá Nguyên Nà Sà Đà Sò Thị Phong Văn Trư Tê. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá người yên hằng ngày, người nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn não phước hằng hà xa,